lần đầu tiên tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức liên hoan nhóm nhảy học sinh sinh viên tỉnh Gia Lai, Gia Lai Black Mob Dance Festival năm 2023. Từ 27 đội thi đến từ các trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh góp mặt ở vòng sơ khảo, ban tổ chức đã tìm ra được 10 tiết mục xuất sắc nhất ở mỗi thể loại Black Mob và Dance để tham gia vòng bình chọn trên mạng xã hội. Vào ngày 7 tháng 5 này, 20 tiết mục được dàn dựng công phu, thể hiện tài năng của học sinh Gia Lai sẽ tranh tài ở vòng chung kết được diễn ra tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi. Chương trình được livestream tại địa chỉ Facebook Đoàn đội Trường học tỉnh Gia Lai vào lúc 7 giờ 30 phút Chủ nhật ngày 7 tháng 5 năm 2023. Mời quý vị khán giả theo dõi và ủng hộ cho các đội thi